Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua thì một trong những vấn đề cũng được rất nhiều người dân quan tâm đó chính là giá xăng tăng. Và mới đây theo như những đà tăng giá được dự báo ở kỳ điều hành ngày 21 tháng 6, giá xăng có thể tăng khoảng 350 đến 450 đồng trên 1 lít, còn dầu diesel sẽ tiếp tục tăng mạnh gần 1.000 đồng trên 1 lít. Và như vậy thì nếu tiếp tục tăng, đây sẽ là lần tăng thứ 7 giá xăng dầu. hiện giá xăng thành phẩm trung bình tại thị trường Singapore cao hơn giá bán lẻ xăng trong nước, do đó kỳ điều hành ngày 21 tháng 6, giá tăng có thể tăng gần tương ứng khoảng 350 đến 450 đồng trên 1 lít. Còn dầu diesel tiếp tục tăng mạnh gần 1.000 đồng trên 1 lít. Nếu cơ quan quản lý chi quỹ bình ổn, giá các mặt hàng này có thể tăng ít hơn. Được biết sau kỳ điều hành ngày 13 tháng 6, giá mặt hàng này tiếp tục biến động. Theo số liệu đến ngày 19 tháng 6, giá xăng ngày 21 tháng 6 có thể tăng thấp hơn kỳ trước giao động khoảng 400 đồng trên 1 lít, còn đầu còn dầu diesel tăng mạnh hơn khoảng trên dưới 1.000 đồng trên 1 lít. Nếu đúng như những dự báo thì giá các mặt hàng xăng trong nước sẽ có lần tăng thứ 7 liên tiếp, xăng RON 95 tiếp đến mốc mới là 33.000 đồng trên 1 lít.